Rồi hello chào cả nhà ha. Rồi hôm nay em lên được mấy con nữa cô chú anh chị mình đây. Đó. Rồi đầu tiên giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Đây con 3B bông ha. Đó. Con đây thì chiều cao nó 1m2 ngang cô chú anh chị. Đó, chân cẳng ha. Móng sò rồi đứng thẳng hết ha. Lưng dai đều hở hết nè. Đây dàn lưng nè. Lưng mông đít thì một đít luôn ha. Đó. Đó dàn đít ha. Thù lú luôn dàn đít luôn ha. Đó, chiều cao nó là 1m2 ngang cô chú anh chị. Đó. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem hết đó, ha, hai bên luôn. Đó. 3B bông ha. Đây dàn lưng đó nè. Đó. Lưng bằng trang luôn ha. Coi mông đít nè. Cực kỳ tốt luôn. Đó. Bò đây lỡ rồi nghe cô chú anh chị. Bò đây từ giá nó 1 năm rồi ha. Đó. Rồi con 3B. Đầu tiên em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 3B đực nha cô chú anh chị. Đó. 22 triệu ha. Đó. Tùy theo đợt nha cô chú anh chị. Đợt nào là em mua mắc thì em bán mắc ha. Em mua rẻ em bán rẻ ha. Đó. Chứ tùy theo khu vực nữa nha cô chú anh chị. Tùy theo tỉnh thành á. Ví dụ như tỉnh thành trên em thì nó giá nó hơi nới hơn mấy chỗ khác nha cô chú anh chị. Đó. Tại thương hiệu bò của trên Tây Ninh thì cũng có tiếng ha. Đó. Rồi em mới tiếp tục qua đây con cái luôn ha. Đây hai con đây là con cái 1m2 nghe cô chú anh chị, 1m2 ha. Đó em đo 1m2 ha. Đó đỏ mặt luôn, con nào cũng vậy hết ha. Đó đầu đứa nào cũng đầu tròn đầu trụi không nè. Đó dần đầu đó ha. Đó từ trước đến tới sau luôn, rúng dài luôn, đây dần rúng ha. Đó bản mông nè, cày đuôi bự luôn, con nào cũng vậy hết ha. Đó. Lưng thì một lưng luôn. Đó, em quay hai bên luôn ha. Cho cô chú anh chị mình xem. Rồi con số 2 đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 15 triệu ha. Chiều cao là 1m2 ha. Đó. Đỏ mặt luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em bước qua con số 3 đây. Đó. Chiều cao cũng 1m2 luôn. Cái vốn cũng nghiêm chỉnh hết ha. Đầu tròn đầu trụi không. Đó. Đây dàn đầu nè. Đứa nào cũng vậy hết á. Đó dàn đầu nè. Đó. Lưng thì một lưng luôn. Đó, xe mặt xe lưng ha. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Lưng thì một lưng luôn ha. Đó, còn con số 3, chân cẳng đứa nào cũng bự nghe cô chú anh chị. Rúng dài rúng triền luôn nè, từ trước lên tới sau luôn ha. Đó, dàn lưng ha. Đó, con số 3 đó ha. Thì từ từ em quay từ từ ha. Đó thì cô chú anh chị coi con bò nào phù hợp với mình á thì cứ alo cho em ha. Đó đây cái đuôi bự luôn ha. Đó mông đít đều bự luôn. Đó còn số 3, khoảng cách của em quay nè cô chú anh chị. Đó rất là dài và xa luôn ha. Đó rồi con số 3 đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 15 triệu 500 ha. Đó thì cô chú anh chị cứ coi ưng ý bò nào cứ alo cho em ha. Từng con đó hai bên luôn, từng đứa ha. Đó khoảng cách của em quay rất là xa. Đó thì cô chú anh chị mình nhìn là cũng biết xa hay gần ha. Đó rồi con số 3 là 15 triệu 500 nha cô chú anh chị. Đó rồi em qua hai con cái đây, một con chửi với một con nữa gác nọc còn nha cô chú anh chị. Đây đó con số 4 ha. Con đây thì chiều cao nó 1m2 luôn nha cô chú anh chị, 1m2 luôn ha. Con bò đây thì chủ nhà đó nha, đã gác nọc bò xin á, nhảy ha được gần 2 tháng nha. Đó đây cho cô chú anh chị mình coi dàn đầu nè. Đó đó chiều cao thì 1m2 ha, chân cẳng móng sò đứng thẳng hết ha. Chủ nhà đã gác nọc bò xin nhảy nha cô chú anh chị được gần 2 tháng nha. Đó thì nó mới gác nọc mới có 2 tháng đổ lại à, cho nên em chưa có khám được á. Thì chủ nhà nói sao thì em nói vậy ha, để cho cô chú anh chị mình về canh theo dõi thêm ha. Đó
con này khả năng chữa là có nè cô chú anh chị nè, tại vì nó mập nè cô chú anh chị, đó nó mập ha, đó tại chủ nhà nó đòi nọc chứ chủ nhà bỏ sớm quá ha, đó khả năng chữa có ha, đó thì cô chú anh chị mình về mua về canh theo dõi thêm ha, đó đổi mặt luôn, chiều cao 1m2 ha, đó mập bò dữ lắm, đây dàn lưng nữa nè, đó dàn lưng nữa ha, đổ mặt luôn, yếm thì lạp phạt luôn ha. Rồi con số 3 đem, con số 4 em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha, 15.500.000, 15.500.000 ha. Chủ nhà đã gác bò xin nha, cho nhảy nọc bò xin nhảy nha, gần 2 tháng nha cô chú anh chị, đó thì chủ nhà nói sao thì em nói vậy ha, về cô chú anh chị mình canh theo ha, canh thêm nha, đó đó rất là mập luôn. Đây em quay hai bên cho cô chú anh chị mình xem đó, bụng thì cũng có bụng ha, đó thì mất 2 tháng rồi, chưa khám được cho nên chưa biết ha. Rồi em báo giá lại luôn ha, con này luôn ha, 15.500.000, 15.500.000 ha, đó. Rồi em bước qua con bò chữa luôn ha, bò chữa đây đó, con đây thì chữa con thứ ba nghe cô chú anh chị, sấy bốm nè, chân cẳng nè, thùng dạo thì cô chú anh chị mình sẽ nhìn này cũng biết ha, khỏi chê ha, đó bò rất là bự luôn đó, dần đầu đó ha, con đây chữa bò xin nhảy lứa thứ ba được 7 tháng nha, bao khám bao chữa cho cô chú anh chị mình ha, đó chiều cao là 1m3 nghe cô chú anh chị, đó chân cẳng nè, đây rúng chuyền từ trước lên tới sau luôn ha, đỏ mặt luôn, bò xin nhảy ha, coi dàn lưng đó nè, lưng thì cũng một lưng luôn ha, đó hết thân bò ha, cày đuôi nó cũng bự bản đùi nó rất là tốt luôn đó, bò thì hiện dạng lắm nha cô chú anh chị, lì lắm trời ơi, đẩy nó qua cho cô chú anh chị mình xem hai bên mà lì lắm ha. Đó đối với những con bò đã đẻ rồi nè, em sẽ bao khám bao chữa cho cô chú anh chị mình ha, rồi bao lòi rôm ha, bò đẻ rồi thì em sẽ bao lòi rôm cho cô chú anh chị mình tới đẻ luôn ha. Đó mỗi chỗ mấy chỗ kia thì bao như thế nào thì em không biết ha, đối với em thì em bao tới đẻ luôn nha cô chú anh chị. Đó đó con bò chữa đi ha, rồi con bò chữa đây em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha, 25.500.000, 25.500.000 ha. Đó chiều cao 1m3 ha, thùng dạo thì khỏi chê rồi đó. Rồi con bò chữa đây em báo giá lại luôn ha, 25.500.000 ha. Đó rồi thôi video nó cũng dài ha, rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha, hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo, rồi bye bye.